Đây là bị phi tốt hả Tính ha? Dạ. Cái này là vết vết mới nè. Nói mẹ nha. Ừ, nói mẹ lần sau là không 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 có khoét như thế này nữa ha. Cái cách này á là cái cách giải phẫu kiểu mổ gọi là mổ hở đó, không, cái xi mình nó mổ nội soi, em nói với mẹ ha. Là đó em khoét nè, hồi xưa em khoét nè, giờ nó to giờ nó đâu có vận chuyển dinh dưỡng đâu. Giờ cái xi nó đi vào bên trong nha. Nó đi vào bên trong và nó làm lành. Bây giờ mà ai đi mổ hở nữa, chỉ có thời chiến tranh mới đi mổ hở thôi. Cái mổ hở là nó lạc hậu lắm rồi. À, khoét nó ra vậy á, mũ thì một nhưng mà máu thì tới 10 lần, nó mất sức kinh khủng luôn. Đó nè, cái cây này nè, đó. À, cái mỏng thon thì nó ngon nhưng mà nó hơi yếu hơn cái dòng ri một xíu nên thấy nó bị phi tốt nè. Wow, bị nhiều ghê á. À, em đổ 2 lần rồi đúng không? Dạ. Rồi, ok. Không. À, không cần đâu, không cần phải khoét vậy đâu nha. Nhưng mà mẹ bà sợ thì bà cứ khoét như thế này, anh làm cho nó lành hết rồi. Rồi cứ 1 tháng đổ 1 lần. À, cây bệnh thì 2 lần đầu cách nhau khoảng 20 ngày nha. À, nếu mùa mưa bất lợi thì cách nhau 15 ngày, còn bình thường là cách nhau 20 ngày. Nhưng mà lần 2 cách lần 3 là 1 tháng. Thì những cái cây như thế này nè, lần đầu tiên em đổ là 5 lít pha rồi, tức là 125ml đậm đặc á. Rồi 15-20 ngày sau là em đổ nó 4 lít pha rồi. Và 1 tháng sau ha. Nè, phục hồi hết rồi nè, đơn giản lắm. Nhờ cái ngọn của nó nè, cái máy này quay không được chứ cái ngọn nó chết mất tiêu rồi nè. Để anh zoom coi được không? Cái ngọn nó chết mất rồi. Cái ngọn chết. Ngọn chết. Không, thì cái máy anh lại không thấy xa. Đó. Nhưng mà em coi nè, nó lên được cái tược vậy là tốt rồi ha. Nó lên được cái tược như thế này là tốt rồi. Nè. Nè. Dạ. Ừ. Là em yên tâm rồi nha. Sau này cái cành này nó bị yếu. Nó liền da lại. À, nó liền da lại. Đương nhiên nó không thể bằng những cây kia rồi, nhưng mà nó sẽ kéo da lại hết. Tại vì nó còn trẻ mà. Nó đơn giản ha. À, cây này thì em không được cho ra trái nha. Cây này, riêng cây này. Còn mấy cây kia thì anh sẽ cho em cho ra trái. 5-10 trái là bình thường. Bị nặng á. Bị lên tới trên đây. Cây này thì bị khá nặng. Cây này bị khá nặng. Nhưng mà yên tâm nè, nó nội sinh nó phát triển rồi. Ha. Rồi, da nó rạng ra hết rồi. Được rồi. Vậy là xây nó có tác dụng rồi đó. Ừ, đúng rồi em. Ừ, tại vì nếu nó không có tác dụng thì nó tiếp tục nó chảy nữa và nó sẽ lở loét ra ha. Đó. Thấy cái những cái nội sinh này nó phát triển lên là em ok. Nội sinh nó cao thì nó mới ra được những cái chồi thế này. Nhé. Để em quay đây, quay được cái ngọn không? Ngọn cục mất rồi. Đúng rồi, quay đây thấy được cái ngọn cục mất. Nó khô ngọn. Nó khô ngọn rồi đúng không? Ok, mình sẽ làm lại cái cây này. Cái này là 20 mấy công ha em. Dạ. Sóc Trăng đúng không? Yên tâm đi. Anh sẽ làm cho cái vườn này nó nổi tiếng. Trừ khi mày bỏ tao rồi.